Thưa bác sĩ, theo em được biết là bệnh viêm nhiễm candida này thì phải chữa cả vợ lẫn chồng. Tuy nhiên em là người bị bệnh và chồng em thì không có bị bệnh, cũng không có ngứa. Tuy nhiên tại sao chồng em thì cũng phải uống thuốc ạ? Và cho em hỏi nữa là bệnh viêm nhiễm candida này thì có ảnh hưởng như thế nào đối với việc quan hệ vợ chồng ạ? Tức là này, khi bạn nhiễm nấm mà bạn quan hệ với ông xã thì ông xã sẽ bị lây bệnh. Nhưng mà có cái rất là đặc biệt là cái người đàn ông người ta ít khi có cái biểu hiện của cái nhiễm nấm lắm. Đó, và đến khi mà bạn nặng rồi và ông chồng ông cũng bị nhiễm nấm nặng thì cái bộ phận sinh dục của ông chồng cũng sẽ sưng, ngứa, cũng đỏ, rồi cũng rất là khó chịu và ảnh hưởng, cũng có khi ảnh hưởng tới cái khả năng sanh đẻ và cái sức khỏe của ông chồng mình. Cho nên thường chúng tôi trong cái điều trị bạn một đợt mà thấy không hiệu quả là thường mời ông chồng để ông chồng cùng uống và giải thích cho ông chồng biết là nên như thế nào, rửa vệ sinh như thế nào. Tại vì ông chồng thường mà mắc cái bệnh nấm này thì nó chỉ ở ngoài da thôi. Nhưng mà nếu ông chồng không để ý thì nó sẽ lẫn vào trong những cái nếp da đó và không rửa sạch được thì đấy chính là cái nguồn lây trở lại cho bạn là như vậy. Nãy giờ thì chúng ta nghe nhiều về cái bệnh này rồi, nhưng đặc biệt có vấn đề mà Quỳnh Linh nghĩ rằng là các ông chồng cần nên quan tâm, đó là làm sao để chúng ta có thể hỗ trợ vợ mình chữa trị dứt điểm. Bởi vì người đàn ông theo như bác sĩ Nguyễn Thế Hà nói nãy giờ rất là quan trọng, nếu như mà không có sự kết hợp của người đàn ông thì coi như cái chuyện đó nó tái phát đi phát hoài luôn, đúng không ạ? Đúng như vậy. Thì người đàn ông sẽ làm gì? Thế thì Linh hỏi người đàn ông sẽ làm gì. Thế thì thí dụ thôi nha. Dạ. Ừ, thí dụ như vợ Linh bị thì Linh sẽ như thế nào? Cái nhất là chắc là mình phải đưa vợ đi khám bệnh nên biết rằng cách nào đó bệnh vợ mình bệnh như thế nào và cách nào đó mình hỗ trợ vợ mình, đặc biệt thí dụ như không quan hệ trong lúc vợ bệnh nè, rồi bao nhiêu lâu vợ mình hết bệnh, hoặc là cũng phải quan tâm chăm sóc vợ, đừng để phòng ngừa, đừng để vợ mình bị nhiễm nấm canh răng. Thế thì nói chung các bạn thanh niên và giới và nam giới nên học tập tấm gương của anh Quỳnh Linh. Dạ.